tọa lạc tại vị trí cửa ngõ giao thoa giữa Hưng Yên và Hà Nội. Vinhomes Ocean Park 3 có kết nối siêu tốc đến trung tâm thủ đô và các vùng kinh tế Hải Phòng, Quảng Ninh thông qua mạng lưới giao thông chiến lược như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đường vành đai 3.5, quốc lộ 5A và đường tỉnh lộ 385. Nằm sát cạnh Vinhomes Ocean Park 2 The Empire và đường vành đai 3.5, từ Vinhomes Ocean Park 3 chỉ mất 3 phút tới Vinhomes Ocean Park, 5 phút tới nút giao Cổ Linh, 10 phút tới cầu Vĩnh Tuy, 15 phút tới Vinhomes Time City, 20 phút tới Hồ Hoàn Kiếm, 40 phút tới sân bay Nội Bài. Theo quy hoạch mở rộng thành phố Hà Nội, thời gian tới, khu vực này sẽ có thêm nhiều cây cầu kết nối với trung tâm thủ đô như cầu Ngọc Hồi, cầu Mễ Sở, cầu Trần Hưng Đạo, rút ngắn đáng kể về khoảng cách và thời gian di chuyển từ Vinhomes Ocean Park 3. Ngoài ra, Hưng Yên là tỉnh công nghiệp trọng điểm của cả nước. Diện mạo quy hoạch hạ tầng không ngừng được hoàn thiện, nâng cấp. Trong đó, Văn Giang phấn đấu đến năm 2025 là đô thị loại 3. Do đó, đầu tư Vinhomes Ocean Park 3 là đón đầu đà tăng giá của khu vực. Vinhomes Ocean Park 3 The Crown, vịnh biển thượng lưu, bốn mùa, hạnh phúc.